Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước trong ngày hôm nay. Tại Ninh Bình, theo thông tin từ Sở Y tế, ngày hôm nay, mùng 8 tháng 4 trên địa bàn tỉnh không có ca bệnh xác định mới, 5 trường hợp nghi ngờ được cách ly mới, toàn tỉnh hiện còn cách ly và giám sát 151 trường hợp, trong đó có 25 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. Ninh Bình đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn cách ly, khoanh vùng, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Tại Việt Nam, bản tin của Bộ Y tế chiều ngày 8 tháng 4 cho biết có 9 ca bệnh COVID-19 được ghi nhận tại 5 địa phương là Hưng Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, tính đến 18 giờ hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 2.668 ca mắc, trong đó có 1.603 ca lây nhiễm trong nước. Riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Số ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh là 1.065. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 2.429 bệnh nhân COVID-19.